Tôi đoán không sai mà. Lão ta để lại toàn bộ tài sản cho con đó. Như vậy là nếu chị làm theo thỏa thuận với anh hai, anh sẽ chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho chị. Còn nếu như anh đột ngột qua đời, tài sản sẽ để lại cho con nhỏ đó. Cậu nghĩ ông ta dễ dàng chuyển nhượng mọi tài sản cho tôi sao? Ông ta chỉ phòng ngừa tình huống xấu nhất xảy ra thôi. Tưởng dễ dàng qua mặt tôi sao? Ông hay dạng. Bây giờ tay luật sư Khiết đó đã hợp tác với mình rồi. Hay là chị chi tiền cho nó thay đổi nội dung bản di chúc, vậy là xong. Tất nhiên phải làm vậy rồi. Đó là lý do tôi phải làm đủ mọi cách để chiều ông ấy. Nhưng ông này không thể hoàn toàn tin được. Em thật sự là không hiểu, tại sao tự nhiên anh hai lại làm bản di chúc như vậy? Có khi nào anh biết việc làm của chị em mình không? Biết thì tất nhiên ông biết rồi, nhưng chưa thể biết hết mọi chuyện. Nếu không, tôi với cậu không còn ngồi đây đâu. Hôm nay em đi đâu mà về trễ vậy? Em đi bàn bạc với đối tác về dự án liên kết với Sina. Vẫn chưa xong à? Anh nói cứ như là không biết gì về chuyện này. Mặc dù mình sẽ bán đứt cho Sina, nhưng dù sao thì trên danh nghĩa vẫn là công ty của mình. Em không muốn dự án có vấn đề gây ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Được vậy thì quá tốt. Em làm cho anh thấy bất ngờ đó. Từ trước đến giờ, bộ anh chỉ nghĩ em là người chỉ nghĩ đến tiền thôi sao? Anh hoàn toàn không có ý đó. Nhưng mà làm gì thì làm, em phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Em có muốn đi châu Âu du lịch một chuyến cho khuây khỏa không? Chuyện gì nữa đây Hải Vạn? Đôi lúc nào cũng nghi ngờ người khác như vậy. Anh chỉ lo cho em thôi mà. Cảm ơn anh. Em không ngờ anh vẫn còn quan tâm đến em. Anh muốn chúng ta sống vui vẻ hạnh phúc. Dù sao cũng đã lớn tuổi hết rồi, còn sống được bao lâu nữa đâu để mà bọn kia. Chào anh. Em vô đi em. Đi. Em ngồi đi. Nè, nói cho anh nghe coi, làm gì mà lâu quá vậy? Anh nhớ em gần chết luôn nè. Tôi đâu phải là ca ve. Anh muốn gọi lúc nào là gọi. Thôi mà, đừng có giận dỗi nữa mà. Anh đi với bà già đó cả đêm mà còn sức gọi tôi đến hả? Đi với bà chán muốn chết luôn à. Có gì vui đâu. Không vui sao ngày nào anh cũng đi. Anh đã nói với em rồi, bây giờ á, anh bắt buộc phải làm như vậy thôi, vì cuộc sống của tụi mình sau này. Chứ anh á, có ham hố gì cái bà già hết xíu quách này. Mở không à, nhìn thấy phát ớn. Thôi mà, đừng có giận nữa nghe. Em biết á, anh chỉ yêu của mình em thôi. Sao vậy? Để em đi tắm cái đã. Vậy coi phải dễ thương không? Vô tắm đi cục cưng. Cục cưng thấy ghét ghê á. Gì đó? Cái gì? Có thể không? Thôi được rồi.
Bố em đói bụng hả? Em giận anh chuyện gì hả? Thật sự em cũng không biết nữa. Em, hay là hôm nay mình đi chơi bowling đi. Em thích chơi trò gì thì anh dẫn em đi. Nè, cái mặt này chắc là ghiền kem rồi nè. Em cũng có mà. Em thấy cái mặt em vậy, anh cũng buồn nữa. Em có thể tin anh không? Trời, cái gì mà nghiêm trọng dữ vậy? Em, bạn của em, bạn của em đang gặp vấn đề về gia đình, nhưng mà không biết phải giải quyết làm sao. Em à, tụi mình quen nhau cũng đã lâu, không phải lúc nào gặp nhau cũng chỉ để vui vẻ bên nhau đâu. Có gì thì chia sẻ với anh nghe. Giờ này con gọi làm gì nữa? Chị Hai à, tụi nó chết rồi chị Hai. Ai chết? Thì thằng Thanh Sói và thằng Cái Khùng đó. Công an đang điều tra. Tìm hiểu cụ thể cho tôi, ngày mai nói tiếp. Dạ, em biết rồi. Bây giờ bạn em, nó không biết phải đối diện với mẹ nó như thế nào nữa. Nó chỉ muốn kết thúc mọi chuyện, để cho gia đình nó trở lại vui vẻ hạnh phúc như trước đây. Em kể chuyện giống như đó là chuyện của em vậy đó. Nè, ý anh nói là mẹ em giống như vậy hả? Không phải, ý anh không phải như vậy. Ý anh nói là em hiểu rõ câu chuyện, bây giờ em kể cho anh nghe thôi. Anh à, nếu như anh là bạn em đó, thì anh sẽ làm gì? Theo anh nghĩ, thì con cái cho dù có phạm lỗi cách mấy đi nữa, cha mẹ có giận dỗi cách mấy đi nữa, thì cha mẹ cũng sẵn sàng bỏ qua hết tất cả mọi thứ. Và trường hợp ngược lại cũng vậy. Chứ bây giờ em thử nghĩ coi, ba mẹ vẫn là ba mẹ, đó là thực tế rồi, đâu thể nào thay đổi được đâu. Nếu là người dân thì dễ quá. Em à, anh thấy là bạn của em nên nói rõ hết tất cả mọi chuyện với ba mẹ, và kêu tất cả mọi người trong gia đình cùng ngồi lại với nhau, cùng nhau giải quyết vấn đề. Chứ bây giờ bạn của em cứ úp úp mà mở kiểu đó, rồi mọi người không ai biết chuyện gì hết, thì làm sao mà giải quyết được vấn đề? Nếu như mà bạn em cứ như vậy hoài, càng làm cho không khí gia đình căng thẳng hơn mà thôi. Vậy là anh quyết định làm giống như vậy hả? Ừ. Không sao đâu em, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi mà.
Mẹ. Con sáng đi. Dạ. Cô Mai ăn bún bò hay là bánh mì ốp la hả cô Mai? Dạ, chú lấy con bánh mì ốp la đi. Dạ. Con ngồi xuống ăn sáng đi rồi hãy đi làm. Mẹ ăn đi, con không ăn, con đi làm đi. Nè, Mai, cô chưa sáng mà. Còn với cái. Có chuyện gì em nói nhanh đi, anh còn phải đi làm nữa. Em muốn nói với anh chuyện liên quan tới mẹ với chị Hằng. Chị Hai, chị ngồi đi. Nói đi, sao tụi nó chết? Dạ, thằng Thanh bắt cóc em trai của Nhân Cục, thằng Kế tới cứu. Hai đứa nó xử nhau. Nghe nói bên công an đang nghi ngờ vụ này có liên quan đến cái chết của Hai Hoàng và Nhân Cục. Em sợ. Có biết thêm thông tin gì nữa không? Còn thằng em trai của Nhân Cục sao rồi? Nó không sao hết. Mà nó là thằng Nhân, bác sĩ, bạn của thằng Hùng con chị. Sao? Có nhầm lẫn gì ở đây không? Chính xác 100%. Con chó chết. Theo em á, bây giờ phải tìm cách tìm hiểu xem á, bên công an biết được gì rồi, sau đó sẽ tìm cách xóa hết mọi dấu vết. Cách gì? Nếu như làm không khéo thì lại ông tôi ở bụi này. Chị yên tâm đi, em có cách. Anh Nhân, mấy hôm trước có người gọi cho anh cái này nè. Ai vậy em? Một người đàn ông, em hỏi ông ta không trả lời. Được rồi, cảm ơn em. Dạ, không có gì. Là mẹ của thằng Hùng và anh Nhân hả? Sao lại có thể như vậy được chứ? Nè, tôi nghe nói là Thanh chết rồi có đúng không? Nghe nói Thanh bị đàn em của anh ông thanh toán đúng không? Ông chỉ biết tới đó thôi hả? Tôi nghe nói ông có liên quan đến vụ này, cho nên tôi đến hỏi thăm ông. Ông có biết là nó đã bắt cóc tôi không? Bắt cóc? Tự nhiên sao lại bắt cóc ông làm gì? Tống tiền. Hình như có người nào đó sai nó làm như vậy. Ý ông là sao? Là vậy đó. Trong mắt ông, tôi đâu có đáng tin như thằng Thanh Sói đâu, có đúng không? Dù sao tôi đã cũng đã chết rồi, bây giờ cũng yên tâm phần nào. Nhưng vẫn phải hết sức cẩn thận. Con cảm ơn bà đã quan tâm. Con biết con phải làm gì mà. Nghe nói
Con nhờ thằng Nhân chữa bệnh cho mẹ con bằng phương pháp mới hả? Nếu bà đã biết rồi, bà cần gì phải hỏi con nữa? Hằng à, chẳng lẽ con không thể nói chuyện với ba như bình thường được sao? Ba gọi con đến đây chỉ để nói chuyện này thôi sao? Nếu vậy con xin phép, con về trước, con còn nhiều việc lắm. Không, ba có chuyện cần nói với con. Ba muốn cho con biết tất cả mọi chuyện. Nhưng vì tao là em của Nhân Cục nên mày thay đổi cách nhìn về tao. Tất nhiên điều đó cũng có công không nhỏ của thằng Thanh. Nó nói với mày tao định hãm hại mày có đúng không? Xin lỗi mày, đúng là nhà mày rất giàu và nhà tao không bằng nhà mày, nhưng tao chơi với mày mấy chục năm nay, tao chưa lấy của mày đồng nào hết, và cũng chưa hề nhờ mày giúp tao chuyện gì, có đúng không? Tao... Còn chuyện của Hằng, mày nghĩ tao dành của mày hả? Xin lỗi mày nha, từ khi tao học chung mày ở cấp 3 cho đến nay mày yêu bao nhiêu đứa rồi? Đối với tao, chẳng có tình yêu thực sự nào cần phải giành giật hết. Của mình là của mình, không phải của mình thì chắc chắn không bao giờ thuộc về mình. Mày đừng có tự tin về mình quá. Ngoài tiền của cha mẹ mày, mày chẳng có cái gì hết. Mà tiền không phải là thứ tao muốn. Khoa đã, tao đang nói chuyện với mày, mày bỏ đi đâu vậy? Tao không còn gì để nói với mày. Nếu mày mà bỏ đi thì coi như tao với mày không còn là bạn bè nữa. Hình như mày không coi tao là bạn từ lâu rồi. Ý của ba là bà ta dùng chuyện đó để khống chế ba. Cũng gần như vậy. Ba thật sự cảm thấy rất ân hận vì những chuyện ba đã gây ra. Làm sao con có thể tin ba? Ba chỉ muốn quên hết mọi chuyện. Ba muốn cả nhà chúng ta sống yên ổn bên nhau. Còn mẹ con thì sao? Nếu không nhờ những chuyện đã xảy ra, con sẽ không bao giờ tìm lại được mẹ của con. Ba đã tìm mọi cách để tìm mẹ con. Ba nói dối. Ba chỉ muốn mẹ của con chết thôi, để vĩnh viễn không ai biết chuyện này xảy ra. Ba xin con Hằng à, dù sao ba cũng là ba của con, chẳng lẽ con không thể tha thứ cho ba hay sao? Không bao giờ. Hằng, Hằng, Hằng. Chị nghe nè, nếu chị muốn biết tất cả sự thật thì đến công trường của anh Hùng ngay bây giờ. Sự thật gì? Chị đến liền đi. Ờ. Con muốn mẹ nói rõ ràng mọi chuyện. Nói rõ ràng chuyện gì? Con định hỏi cung mẹ đó hả? Tụi con đã biết những việc khủng khiếp mẹ đã làm. Thôi, con đừng thấy mẹ dễ dãi với con. Rồi con muốn nói gì thì nói. Mẹ làm chuyện gì khủng khiếp, nói mẹ nghe coi. Mẹ đừng có chối nữa. Ba cũng đã khẳng định với con rồi, con không có ý chỉ trích bà mẹ bất cứ chuyện gì. Nhưng tụi con chỉ muốn nói rõ ràng một lần, và không muốn mẹ lặp lại sai lầm một lần nữa. Hỗn láo, dám nói chuyện với mẹ vậy hả? Bây giờ con dám dạy mẹ phải làm cái gì à? Con đã quên là ai đã sinh ra con à? Mẹ sinh ra anh em con, nuôi dạy tụi con cho đến bây giờ. Nhưng đâu phải vì vậy
mà tụi con có thể nhắm mắt không thấy những việc mẹ làm, làm tổn thương người khác. À không, không chỉ là tổn thương đâu, mà còn khủng khiếp hơn như vậy nhiều nữa. Hết con rồi lại đến con Mai. Hai đứa cố tình ép mẹ đến đường cùng, thì để mẹ nói rõ ràng luôn. Sao con? Mẹ làm gì? Con nói đi. Chính mẹ đã thuê người ta bắt cóc Hằng. Mai đã nói với con như vậy, và chính Mai đã giải cứu cho Hằng. Vậy sao? Nếu như con muốn á, thì con cứ gọi con Hằng đến đây để đối chất. Mẹ à, đâu phải á, con muốn kết tội mẹ mà mẹ phải nói như vậy. Mẹ có chối thì sự thật vẫn là sự thật thôi. Con dám. Ủa, tại sao em lại tới đây? Mày gọi cho em tới đây gấp. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Dì không làm hại gì tới em hết. Thật ra dì và mẹ em là bạn thân của nhau, và cũng chính dì đã ủng hộ và giúp đỡ em chữa bệnh cho mẹ. Em bị sao vậy? Em xin lỗi, em không còn gì để nói nữa. Em xin phép. Hằng, ngồi xuống. Sao? Con đã nghe rõ chưa hả? Mẹ hối hận gì đã sinh ra tụi con? Thiệt là khó hiểu. Tại sao họ lại như vậy chứ? Nhưng dù mẹ và bà Hằng có nói như thế nào đi nữa, thì sự thật đã xảy ra như vậy. Đâu phải là vì họ không muốn nhắc đến mà có thể xóa hết mọi chuyện. Chính mắt em là người chứng kiến mà. Mới có mấy ngày trước, Hằng còn rất tức giận khi nhắc tới những chuyện này. Tại sao Hằng lại thay đổi đột ngột như vậy? Em nghĩ là cô uống cút gì ở đây đó. Em nghĩ là quẩn khúc gì? Em cũng không biết nữa. Không có lý do gì mà bà Hằng phải làm như vậy hết á. Nè, anh có để ý thái độ của Hằng lúc đó rồi. Y như là cố gắng nói ra cho xong vậy đó. Anh nghĩ chắc chắn đó không phải là sự thật. Chuyện đó thì rõ ràng quá rồi, cần gì phải để ý. Vấn đề là lý do tại sao kìa. Chẳng lẽ mẹ bắt Hằng phải nói vậy? Nhưng làm sao mẹ ép buộc được Hằng? Vì lý do gì chứ? Anh Hai, anh đi đâu vậy? Anh có chuyện gì thì nói nhanh đi, em đang bận lắm. Anh muốn biết sự thật, tại sao em lại thay đổi nhanh như vậy chứ? Em đã nói với anh hết tất cả, và tất cả đều là sự thật. Với lại, vì dù sao cũng là mẹ của hai người, tại sao hai người lại ép gì đến như vậy? Tụi anh không ép. Tụi anh chỉ muốn tốt cho mẹ thôi. Chỉ cần mẹ thừa nhận và không làm như vậy nữa, thì mọi chuyện coi như là xong. Vì nếu không nói rõ một lần, ngày nào không khí gia đình cũng căng thẳng mệt mỏi lắm. Em nói cho anh biết đi, vì sao em lại làm như vậy? Có phải là ai đứng đằng sau ép em rồi đúng không? Em nói với anh cả ngàn lần rồi, anh tin hay không là tùy anh. Anh đừng có hỏi đi hỏi lại hoài nữa. Nhưng em về đây. Nè em. Alo. Em nè, anh khỏe không? Em đang ở Sài Gòn đó. Ủa, em Hành hả? Dạ. Em về Sài Gòn hồi nào vậy? Em gọi làm anh thấy bất ngờ quá. Anh không ngờ là anh sẽ gặp lại em. Vậy anh không muốn gặp lại em hả? Anh đã đi tìm em tất cả những nơi anh nghĩ em đến. Em xin lỗi. Em... Dạo này anh sao rồi? Anh còn làm ở công ty cũ không?
anh về làm công ty nhà anh rồi. Như vậy thì tốt quá. Ừ. Em thay đổi nhiều quá. Em đẹp hơn trước rất nhiều. Vậy là lúc trước em xấu lắm hả? Đúng rồi. Cuộc sống mà anh, mình phải thay đổi để phù hợp với môi trường xung quanh chứ. Thời gian vừa rồi em ra Hà Nội để làm gì? Ban đầu em không nghĩ là sẽ trở lại, nhưng mà chuyến đi này có lẽ là quyết định đúng đắn của em. Em ra đi để quay trở về. Cuộc sống mới của em, vậy em phải biết thay đổi, phải biết đối diện với khó khăn để em vượt qua nó, chứ không phải là trốn tránh như em đã làm. Em xin lỗi. Em biết là anh đã tìm em khắp nơi, em lại còn nói những lời khiến anh đau lòng. Nhưng mà khi nói ra những lời đó, em cũng đau như anh vậy. Em xin lỗi. Chuyện qua rồi mà, bỏ đi. Ở môi trường mới, cuộc sống mới, những lúc khó khăn và mệt mỏi nhất, em nhận ra em không thể sống thiếu anh được. Vì vậy em quyết định trở về. Và em biết là anh vẫn còn đợi em, đúng không? Ừ. Bây giờ em có thể tự tin để cùng anh đối diện với bất cứ khó khăn nào, đặc biệt là gia đình của anh và mẹ của anh. À, hình như là sắp tới sinh nhật ba của anh rồi đúng không? Ừ, xem biết. Sao anh mau quên quá vậy? Anh không nhớ là hồi đó em với anh đi mua quà sinh nhật cho ba anh đúng không? Đúng rồi. Anh quên. Vậy khi nào anh rảnh, mình đi chọn quà cho ba anh nha. Bây giờ em đang ở đâu? Bây giờ em đang ở nhờ nhà một người bạn. Anh nhớ là em đâu có bạn bè người thân gì ở đây. Em có một người bạn cùng quê với em. Vô tình em gặp nó đi công tác ở Hà Nội. Chính nhờ nó mà em mới được thông suốt như bây giờ. Em đang nộp đơn xin việc làm. Tạm thời thì em sẽ ở đó một thời gian. Khi nào được việc thì em sẽ tính sau. Nếu như mà được về nhà anh sống như lúc đó thì tốt biết mấy. Bây giờ anh rảnh không? Em muốn đến những nơi mà lúc trước anh đã đưa em đến. Đi mà lâu lâu mình mới gặp lại. Dành cho em một ngày đi. Em uống nước đi. Sao sáng giờ anh không nói gì hết trơn vậy? Toàn là em hỏi anh không mà. Bộ anh vẫn còn giận em hả? Đâu có đâu. Tại vì anh thấy bất ngờ quá thôi. Em cũng đoán vậy á. Dạo này anh thấy em thay đổi nhiều quá. Nhưng mà chắc chắn là theo chiều hướng tốt, đúng không anh? Chẳng phải lúc trước anh hay la em hoài sao? Anh biểu em là phải thay đổi, phải mạnh dạn hơn. Anh còn nói phải cứng rắn hơn còn gì. Bây giờ em có thể làm được tất cả để được ở bên anh. Thôi bây giờ mình đi ăn kem đi. Quán kem hồi trước đó. Đi. Đi anh. Kem ở đây ngon thiệt đó. Vậy mà lần đầu đi với anh, em muốn ăn ly nữa nhưng mà không dám. Vậy từ bữa nay em ăn thêm một ly nữa đi. Chắc chắn rồi.
Em nè, em biết là anh còn rất giận em. Có thể là anh không còn yêu em nữa. Nhưng mà nói cho đúng hơn là em không chắc chắn là anh còn yêu em không. Nhưng mà em vẫn trở lại. Em trở lại để tìm những gì quý giá mà em đã đánh mất. Em đã về đây 2 ngày. Trong 2 ngày đó, em đã đi theo anh. Nhìn thấy anh đi làm, nhìn thấy anh trở về nhà. Em rất muốn gọi điện cho anh. Nhưng mà em lại thấy sợ. Em sợ bị anh từ chối. Lý trí thì nói em không nên gọi. Nhưng mà con tim thì không chấp nhận. Cứ nghĩ tới chuyện em không được gặp anh nữa thì em cảm thấy rất đau đớn. Em à. Cho nên em đã gọi điện cho anh. Em đã cảm ơn ông trời đã không phụ lòng em. Em không ngờ là anh đã nghe máy và chấp nhận gặp em. Điều đó có nghĩa là em vẫn còn có cơ hội. Và anh còn yêu em, đúng không? Em khác xưa nhiều quá. Em biết, ngày xưa vì em quá hiền lành, quá nhút nhát, cho nên em có muốn làm gì, em cũng không dám nói. Có buồn thì cũng chỉ biết khóc một mình thôi. Nhưng em nghĩ, em bây giờ sẽ tốt hơn rất nhiều. Em sẽ tự quyết định cuộc sống của em. Anh chúc mừng em nha. Em sẽ làm tất cả để được ở bên cạnh anh, đặc biệt là gia đình của anh. Quan trọng nhất là anh đồng ý ở bên cạnh em. Anh đồng ý mà, đúng không? Anh anh im lặng có nghĩa là anh đồng ý rồi, đúng không? Thôi, bây giờ em không ăn kem nữa. Mình đi đến những nơi nào mà mình chưa đi đi anh. Tính tiền đi em ơi. Anh Hùng. Mai. Em khỏe không? Lâu quá không gặp em. Thôi mình đi em. Chị đi nha. Anh Hai nói đi, tại sao anh Hai lại như vậy? Sao là sao? Anh đã nói rồi, Hạnh bất ngờ xuất hiện, rồi tụi anh đi dạo nói chuyện thôi. Chứ bây giờ anh biết nói cái gì? Em ghét nhất là đàn ông bắt cá hai tay đó. Anh đã nói là không có, còn em không tin thì thôi. Em vô lý thiệt đó. Anh nói nghe không hợp lý chút nào hết đó. Đó, mới gặp nhau mà hai người ôm hết như vậy được hả? Trời ơi là trời. Em không tin thì thôi. Em đâu phải bà nội anh mà bắt bẻ anh. Thân mình thì lo chưa xong mà lo cho người ta hả? Em về phòng đi. Anh Hai nhớ nha, mai mốt đừng có nhờ giả con em này đó. Thôi mệt quá, đi về phòng của mình đi. Về thì về. Có chuyện gì mà hai anh em ồn ào như vậy? Mẹ đi hỏi con trai cưng của mẹ đó. Có chuyện gì? Nói mẹ nghe đi. Mẹ đừng có hỏi con nữa. Con đang nhức đầu lắm rồi. Mẹ để cho con yên đi. Vậy thì thôi, mẹ không hỏi nữa. Mẹ đi về nghỉ đi. Con muốn nằm nghỉ ngơi một chút. Mẹ muốn nói với con về chuyện của con Hằng hôm trước. Hằng. Đúng là Hằng rồi. Hạnh nè, nhớ không? Sao chị? Hạnh tới thăm một người bạn ở đây. Còn Hằng? Nhà em ở đây. Hằng chuyển ra ngoài sống riêng rồi hả? Ừ.
Vậy sao lúc đó mẹ lại chối? Tụi con phải thông cảm cho mẹ. Dù sao mẹ cũng là mẹ của tụi con. Mẹ không ngờ hai đứa con lại truy vấn mẹ. Tụi con không truy vấn, tụi con chỉ muốn biết sự thật thôi. Cũng vậy thôi. Mẹ xin lỗi, mẹ biết mình sai rồi. Dạo này đêm nào mẹ cũng không ngủ được. Mẹ thực sự hối hận vì những việc mẹ đã làm. Giống như ba con nói, ba con làm tất cả chỉ để gia đình được sống yên ổn, hạnh phúc. Bây giờ thì mẹ cũng vậy. Con bỏ qua cho mẹ. Mẹ hứa sẽ không bao giờ mẹ làm như vậy nữa. Mẹ hiểu như vậy là được rồi. Tụi con chỉ nói vậy thôi. Chứ dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mẹ vẫn là mẹ của tụi con mà. Mẹ à, nếu như vậy thì tại sao Hằng lại phủ nhận hết tất cả? Con thật sự muốn biết à? Thấy chị dạo này thay đổi nhiều quá ha. Thì Hạnh cũng phải thay đổi cho bằng bạn bằng bè chứ. Tại sao chị lại ra đi? Chị có biết lúc đó anh Hùng buồn lắm không? Hạnh biết chứ. Lỗi là do ở Hạnh. Hạnh cứ tưởng ra đi là sẽ quên hết mọi chuyện. Nhưng Hạnh đã gặp anh Hùng và bọn mình đã nói chuyện với nhau rồi. Chị và anh Hùng gặp nhau rồi hả? Bọn mình quyết định là sẽ quay trở về với nhau. Hằng, Hằng sao vậy? Hằng, Hằng có sao không? Không sao. Chị có việc thì chị cứ đi về đi nha. Em phải lên nhà. Em đi nha. Hằng. Nè. Em. Anh bỏ ra. Anh bỏ tay tôi ra. Hạnh đã nói gì với em đúng không? Nếu anh đến gặp tôi, chị muốn biết về điều đó, thì tốt nhất anh nên gặp trực tiếp cô ta. Em à, anh xin lỗi em nha. Anh có lỗi gì đâu mà phải xin. Tôi không quan tâm. Cuộc đời vốn là vậy mà. Em phải nghe anh giải thích cái đã. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Anh và cô ấy không có gì hết đó. Anh chỉ mới gặp lại cô ấy thôi. Anh nói không, cô ta nói có. Vậy theo anh, tôi nên tin ai? Anh... Hai người đã đi đâu, làm gì, ôm lại những kỷ niệm, ở với nhau ra sao? Không vô tình hay cố ý, cô ta đã kể hết cho tôi nghe rồi. Em nè, chẳng lẽ em không tin anh sao? Em không bao giờ bỏ được cái tính ương bướng của mình hết. Đánh giá việc gì cũng phải công tâm. Em phải nghe người khác nói, rồi hãy kết luận sự việc nó như thế nào chứ. Vậy là rõ rồi. Cuối cùng anh cũng chịu nói ra suy nghĩ thật của mình. Nó chấp nhận đề nghị của mẹ, nếu mẹ nín nhịn, chấp nhận cho hai đứa lấy nhau, ra ở riêng và giúp mẹ nó chữa bệnh. Mẹ cũng không biết sao nữa. Nhưng mẹ nghĩ con quá thương nó nên mẹ đành chấp nhận. Em nói anh lúc nào cũng ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình. Nhưng em mới chính là người như vậy. Anh...